Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 31 tháng 8 vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thị xã Mỹ Hào, xã Hòa Phong tiếp công dân đối thoại trực tiếp với 148 công dân xã Hòa Phong nhằm tìm tiếng nói chung, sự đồng thuận cho dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong. Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, nhưng trong quá trình triển khai vấp phải sự phản đối của nhân dân xã Hòa Phong do lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường. Sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính của buổi đối thoại. Sao không mang công ty khác về dân Hòa Nam chúng tôi mà lại cứ phải mang công ty rác thải về dân Hòa Nam chúng tôi? Dân chúng tôi muốn yêu cầu các đồng chí lãnh đạo là mang lên vùng sâu vùng xa, người thì ít đất thì rộng. Trên địa bàn của tỉnh ta hiện nay là có 17 khu công nghiệp, 33 cụm công nghiệp, trong đó của thị xã Mỹ Hào chúng ta là có 5 khu công nghiệp. Đương nhiên tiếp thu các dự án công nghiệp thì đây là một nguyên tắc tất yếu, là phải có nhà máy để xử lý cái chất thải rắn đó. Quyết định chủ trương đầu tư là đúng và rất phù hợp với quy hoạch. Theo cái quyết định 2460 ngày 30 tháng 10 năm 2018 thì tỉnh đã quy hoạch đây là một cái điểm xử lý chất thải rắn. Cái thứ hai, đây là một cái dự án đầu tư triển khai là nó có cái điều kiện trong quyết định 12 ở cái điều 3 nó có 9 cái nội dung, cái dự án này mới triển khai được. Thì bây giờ mới đến cái triển khai, cái bước là chúng ta đang là cái bước là giải phóng mặt bằng. Một cái bước quan trọng nhất đó là đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường có cái nội dung phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư. Sau này Bộ Tài nguyên Môi trường về thì sẽ lấy ý kiến của các bác anh chị đây. Việc mà đánh giá tác động môi trường thì do Bộ Tài nguyên đánh giá. Mà đánh giá có được thì mới đầu nhà máy mới bắt đầu tiến hành được xây dựng. Mà trong quá trình xây dựng thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ giám sát và nghiệm thu, và kiểm tra nghiệm thu xong hết rồi thì mới tiến hành cho chạy thử nghiệm. Mà chạy thử nghiệm lại phải qua quá trình quan trắc, giả sử khí thì phải lấy khí để lấy mẫu, nước thải phải là lấy nước thải. Nó đạt được thì xong là mới cấp phép cho hoạt động. Theo chúng tôi được biết, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô phù hợp với định hướng chung của đất nước. Trong các khu vực này đã có quy hoạch đất dành cho nhà máy xử lý môi trường xây dựng và hoạt động. Vậy tại sao lại quy hoạch nhà máy xử lý rác thải ngay trong khu dân cư? Ở các khu công nghiệp thì chủ yếu mới chỉ là xử lý nước thải, nhưng còn cái xử lý chất thải công nghiệp thì mỗi một nhà máy nó sẽ ra một loại chất thải khác nhau, thì đương nhiên phải có một cái quy trình xử lý cái loại chất thải đó. Đây, nhà máy này nó sẽ rất nhiều những quy trình rất là nghiêm ngặt. Quy hoạch xã Hòa Phong thì đã xây dựng nông thôn mới là đã quy hoạch cái khu vực này là có 10 hecta dự kiến là khu xử lý chất thải rắn. Thứ hai, quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào là đã quy hoạch cái khu vực là công trình đầu mối kỹ thuật của cả thị xã. Công trình đầu mối kỹ thuật ở đây thì có cấp nước, có cấp điện, có xử lý môi trường. Tôi muốn hỏi các đồng chí ấy, 4 hộ dân hiện nay cách 130m và cách nguồn nước trên 400m. Thì các đồng chí thấy đủ điều kiện để nhà máy này về địa phận thôn chúng tôi được chưa? Khoảng cách cho phép từ nhà xử lý rác thải đến khu dân cư nó là bao nhiêu mét? Liệu có đảm bảo cái khoảng cách để các vị làm dự án không? Quy chuẩn mới nhất là 2021 thì có một cái quy định khoảng cách tối thiểu đến khu dân cư là 500m. Thế đây với khu dân cư thì khoảng cách là trên 500m rồi. Thế còn với 4 cái hộ dân đấy, như ý kiến của các bác các anh chị đấy,
thì ở đây 4 hộ dân đấy không phải là một khu dân cư. Đấy, nếu theo quy định của Bộ Công an, theo cái thông tư 21, khu dân cư được định nghĩa ở đây là hiểu được là thôn, là làng hoặc là tổ dân phố. Và thứ hai nữa là trong cái quy chuẩn của Việt Nam như thế thì cũng rất mở. Với một cái khu dân cư, khu vực mà tập trung đông dân cư có thể dưới 500 mét nhưng mà phải sử dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại. Nếu như công nghệ mà hiện đại thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Thì ở đây là được gần nguồn nước thì tại nhà máy vẫn phải có các công trình bảo vệ của nhà máy. Có nghĩa nước thải của nhà máy vẫn phải có công trình xử lý nước thải của nhà máy thì mới được phép ra nguồn nước tưới. Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư sẽ phải tìm một cái công nghệ tốt nhất để đưa về cái khu vực này. Xã Hòa Phong này là cái xã làng nghề, không có khu công nghiệp. Cái thứ hai là không có công ty xả rác thải. Mà cứ làm thứ tại làm sao mà mang ra rác thải về cái xã Hòa Phong này. Xã làng nghề Hòa Phong hiện nay hàng ngày mà tẩy cái gỗ mà các bà, các bác, các anh, các chị đang làm mộc mỹ nghệ. Một ngày tôi không hiểu rằng là ở Hòa Phong có thể sử dụng bao nhiêu lít axit để xử lý, để tẩy cái gỗ sau khi chúng ta làm các cái tác phẩm nghệ thuật ấy, thì nó ngấm xuống nguồn nước thì cái nước ấy xử lý như thế nào? Chúng ta không nhìn thấy cái việc đó, chúng ta cũng nhìn thấy rác là chúng ta phản đối. Thế nhưng mà nếu có cái nhà máy để xử lý nước ấy thì bản thân ô nhiễm môi trường tại ngay khu dân cư của chúng ta sẽ được khắc phục. Về chính quyền, các ông có tôn trọng cái chữ ký của người tiền nhiệm đại diện của xã Hòa Phong hay không? Trước đây đã từng ký với nhân dân chúng tôi, thôn Hòa Đam không bao giờ chấp nhận xây dựng khu xử lý rác thải tại cánh đồng đó. Tại sao bây giờ lại có cái chuyện này xảy ra? Năm 2019, khi mà chúng ta triển khai cái dự án này, thì đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Xuân Đan cũng đã họp với nhân dân của Hòa Đam và đã đồng tình với cái kiến nghị của nhân dân Hòa Đam, đồng thời ký vào một cái biên bản cùng với nhân dân Hòa Đam là sẽ không cho triển khai dự án. Qua tiếp cận với cái bản sao thì có thể thấy là cái văn bản này là trái các quy định của pháp luật. Hiện nay chúng tôi chưa được tiếp cận cái bản chính thức của cái văn bản này. Sau khi tiếp nhận biên bản đó thì Ủy ban nhân dân thị xã sẽ xác minh và bãi bỏ theo quy định. Ủy ban kiểm tra thị ủy đã công bố kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vũ Xuân Đan với trách nhiệm của cấp ủy chính quyền của thị xã. Hôm nay chúng tôi cũng cam kết trước nhân dân là khi triển khai dự án này thì với cái thẩm quyền trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cùng với nhân dân giám sát và kiến nghị với tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo chủ đầu tư dự án tiếp tục thực hiện dự án theo đúng trình tự quy định của pháp luật, sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại. Và trong quá trình dự án đi vào sản xuất thì chúng tôi cùng với nhân dân giám sát cái việc này. Nếu như dự án mà ảnh hưởng đến môi trường thì sẽ đề nghị chấm dứt hoạt động của cái dự án này và nhà máy này. Chúng tôi xin được kêu gọi người dân hãy thể hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật và thể hiện cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hòa Phong chúng ta trong mọi mặt của cuộc sống. Qua các ý kiến của công dân, người ý kiến trả lời thì có thể nói rằng là việc thực hiện dự án xử lý chất thải Hòa Phong là chúng ta đã đang tiến hành và các bước là theo cái trình tự quy định của nhà nước. Còn một cái bước quan trọng nhất đó là cái bước mà đánh giá tác động môi trường. Đến bây giờ trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên chúng ta là có hơn 14.000 doanh nghiệp. Thế mà chính vì cái phát triển của doanh nghiệp như vậy mà kinh tế xã hội của chúng ta mới phát triển như ngày hôm nay. Thế thì cái vấn đề đặt ra, cái mà rác thải của doanh nghiệp đấy ra thì để đâu?
trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện thì hiện nay huyện Văn Lâm trên địa bàn hiện nay là có 5 nhà máy xử lý chất thải. Nhưng mà trên địa bàn Mỹ Hào của chúng ta mới có một cái gì xử và bến đốt rác và đến bây giờ là chuẩn bị làm một cái nhà máy thứ hai. Thì cái việc này là chúng ta phải cân nhắc, không biết là lên đặt ở đâu thì phù hợp. Về cá nhân thì tôi không muốn, nhưng mà vì cái chung mà đúng đảm bảo quy định của pháp luật của chính phủ thì chúng ta cũng chấp hành thôi. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc đối thoại có thể thấy dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong được triển khai phù hợp với quy hoạch, đúng trình tự thủ tục theo quy định. Vì vậy, rất cần sự đồng thuận của người dân để dự án tiếp tục được triển khai nhằm góp phần xử lý hiệu quả vấn đề rác thải cho tỉnh Hưng Yên. Với một số vướng mắc còn tồn tại, nhất là 4 hộ dân nằm ngoài khu dân cư thôn Hòa Nam, chúng tôi sẽ tìm hiểu cụ thể về nguồn gốc đất đai và các vấn đề pháp lý liên quan, cũng như các biện pháp giải quyết để chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.